Cà phê không đường News xin giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus, tác giả Lyman Frank Baum, dịch giả Đăng Quang Hiếu, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, diễn đọc Ngọc Linh. Sau khi nghe cuốn sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ, mời quý khán giả bước ngay vào nội dung quyển sách. Chương 1. Bursey. Bạn đã nghe kể về rừng Bursey vĩ đại bao giờ chưa? Ngày xưa, cô bà mẫu vẫn thường hát về nó cho tôi nghe khi tôi còn bé. Cô hát về những thân cây to đứng sát bên nhau, rễ đan vào nhau dưới lòng đất và nhánh đan vào nhau trên trời, về lớp vỏ dày xù xì và những chiếc lá lạ lùng vặn vện, về tán lá rậm rạp làm mái cho toàn bộ khu rừng, để dành một khe nhỏ cho những tia sáng lách qua rơi xuống đất thành những đốm sáng nhỏ, tạo nên những hình bóng kỳ quặc in trên những thảm rêu, những lớp địa y cùng những cụm lá khô. Rừng Bursey thật hùng vĩ, trang nghiêm và đáng kính đối với những cư dân sống trong đó, từ những bãi cỏ rực nắng cho đến những mê cung bên trong. Mới nhìn có vẻ u ám, nhưng tiếp đó sẽ là sự dễ chịu và cuối cùng là tràn ngập niềm vui vô bờ bến. Sau hàng trăm năm, khu rừng đã mở rộng tới mức vĩ đại nhất. Sự tĩnh lặng khép kín của rừng liên tục được điểm xuyết bởi những tiếng kêu chim chíp của những con sóc chuột hiếu động, bởi tiếng gầm của những con thú hoang và bởi những bài ca của chim hót. Nhưng Bursey cũng có những cư dân của mình. Ngay từ đầu, đấng tạo hóa đã sinh ra ở đó những tiên đồng, những nook, những IYL và các nữ thần. Chừng nào còn tồn tại thì khu rừng vẫn sẽ là nhà, là nơi trú ẩn và sân chơi cho những vị thần dễ thương luôn say sưa vui sống trong sâu thẳm khu rừng. Chừng nào còn tồn tại thì khu rừng vẫn sẽ là nhà, là nơi trú ẩn và sân chơi cho những vị thần dễ thương luôn say sưa vui sống trong sâu thẳm khu rừng. Nền văn minh chưa từng đến với Bursey, liệu có khi nào điều đó sẽ xảy ra trong tương lai? Tôi tự hỏi.